Thiện hạnh kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Quý vị đang đến với phần tin Headline News các dòng tin chính của buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến tranh luận bầu cử ở Pháp, Tổng thống Macron tấn công Le Pen, Nga cam kết cấm khăn trùm đầu của người Hồi giáo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đã kích người thách thức cực hữu Marine Le Pen trong một cuộc tranh luận trên truyền hình vào hôm thứ Tư vì mối quan hệ của bà này với Nga và vì muốn tước quyền che đầu của phụ nữ Hồi giáo ở nơi công cộng khi ông tìm kiếm lá phiếu mà ông cần để giành được kỳ hạn 5 năm khác. Ông Macron lập luận rằng khoản vay mà nhóm của Le Pen nhận được vào năm 2014 từ một ngân hàng Nga và Czech đã khiến bà không có thích hợp để có thể giao dịch với Moscow có lẽ Hoa Kỳ đã gửi tọa độ xoáy hạ Moskva cho Ukraine để nơi đây thanh toán chiếc này. Máy bay giám sát hàng hải của Hoa Kỳ đã ở trên biển đen vài phút trước khi xoáy hạ Moskva của Nga đã bị trúng tên lửa của Ukraine. Một máy bay giám sát PA Poseidon đang tuần tra bờ biển trước cuộc tấn công. Máy bay phản lực công nghệ cao có thể phát hiện tàu trên radar ở phạm vi hơn 100 dặm này có thể đã gửi tọa độ xoáy hạ Moskva cho Ukraine. Ukraine đánh chỉ Moscow sau khi bắn hai tên lửa chống hạm Neptune vào ngày 13 tháng 4 vừa qua. Tối hậu thư Mariupol của Nga hết hạn. Thưa quý vị, thời hạn của một tối hậu thư của Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine đầu hàng ở Mariupol đã trôi qua mà không có dấu hiệu cho thấy quân đội đã tuân thủ. Các chốt giữ cuối cùng của Ukraine được cho là đi cùng với 1.000 dân thường đã trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal lớn của thành phố này. Tối hậu thư của Moscow được đưa ra khi chỉ huy địa phương Ukraine cảnh báo quân đội của ông có thể chỉ cầm cự chỉ trong vài ngày hoặc vài giờ, nhưng Kyiv nói rằng có một thỏa thuận dự kiến để giải cứu một số thường dân ra khỏi thành phố. Ukraine tìm cách đàm phán sơ tán Mariupol sau khi tối hậu thư đầu hàng hoặc đã hết hiệu lực. Theo các nhân chứng của Reuters, vài chục dân thường đã tìm thấy họ rời cảng quan trọng chiến lược ở phía đông nam trong một đoàn xe buýt nhỏ người dân đang cố thoát khỏi trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài gần 8 tuần vừa qua. Một chỉ huy cho biết các binh sĩ trú phòng tại đó có thể sẽ không cầm cự lâu hơn nữa. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ước tính có khoảng 1.000 dân thường cũng đang trú ẩn tại các khu vực bên trong nhà máy thép. Hoa Kỳ đã đưa vào Ukraine phụ tùng sửa chữa phi cơ và làm gia tăng số phi cơ đang sử dụng lên đến 20 chiếc. Không quân Ukraine đã bổ sung thêm khoảng 20 máy bay hoạt động sau khi lượng phụ tùng thay thế tràn vào, quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cấp cao cho biết. Mặc dù quan chức này không rõ là quốc gia nào đã cung cấp các bộ phận máy bay, nhưng họ cho hay hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã làm việc để có được những bộ phận cần thiết để đưa chúng cho Ukraine để làm điều khiển Dòng chảy phụ tùng thay thế này đã cho phép Ukraine mở rộng phi đội máy bay quân sự đang hoạt động bất chấp cuộc xâm lược liên tục của Nga. Quốc gia này hiện có nhiều máy bay hơn so với cách đây 3 tuần. Cấm tất cả các vận động viên quần vợt Nga tại giải Wimbledon. Ủy ban chính của câu lạc bộ Anh dường như đã lựa chọn một quyết định nhanh chóng khi cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới với đàm phán đang tan vỡ. Động thái này đã được thực hiện trước cuộc họp báo thường niên theo lịch trình của giải đấu vào tuần tới, nơi chủ đề này chắc chắn sẽ phát sinh. WTA và ATP Tours đã được thông báo rằng một số tay vợt hàng đầu của họ sẽ bị cấm tham gia. Các nguồn tin cao cấp trong trò chơi này đã xác nhận với Sportsmail rằng các biện pháp sắp xảy ra với Medvedev là cầu thủ nổi tiếng nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng liên quan đến chiến tranh Ukraine, nhiều cái chết của đồng minh Vladimir Putin dân sự và quân sự trong mấy ngày qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine vào hôm thứ Ba cho biết Nga đã bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực trong bối cảnh một loạt pháo binh dọc theo chiến tuyến dài 300 dặm gần Donetsk và Luhansk và một cuộc giao tranh đang gia tăng. Ukraine báo cáo các trận chiến xung quanh thành phố Izium, nơi Nga đã tập trung hầu hết các lực lượng tấn công, cũng như xung quanh Severodonetsk và Lysychansk, Kremlinia là một thị trấn nhỏ phía bắc của Severodonetsk đã bị quân đội Nga chiếm giữ hôm thứ Ba khi lực lượng Ukraine rút lui vì không có gì ngoài đóng đổ nát để phòng thủ sau nhiều tuần đã bị bắn phá. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Headline News của buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!